Nói cái tem file trong bài 9 này, quản trị cái tem file này. Trong cái tem file của chúng ta thì để quản trị được thì chúng ta cứ vào đây thôi. Thầy nói bổ sung thêm một tí nữa liên quan undo này. Hiển thị transient control back và thời gian tương ứng không có. Dung lượng của undo table space đây. Rồi, kiểm tra các session đây. Tức là session nào mà chỉ mất đu ấy, thì nó thầy để sẵn câu lệnh ấy nhá. Thì mọi người trong quá trình mà mọi người monitor mọi người dùng sẵn các câu lệnh này, nó có hai mấy view này. Transition này, section này, rollback start này, rollback segment này. Rồi, tiếp theo thầy nói tiếp về cái tem file. Cái tem file thì nó thuộc cái table space tem, table space mà mình check ở đây thì nó cũng ra nhé. Đây là chính là tem này. Tem này thì nó hỗ trợ cho những cái nhiệm vụ như nào nhỉ? Nói trước ở phần lý thuyết chứ. Có nhiều trường hợp chúng ta join ba bốn bảng với nhau ấy. Temporary table sở hữu có thể tạo các temporary table group nhé. Cái này thì nó là nâng cao thêm được. À, dòng tem chữ ạ. Nhiều trường hợp nó join ba bốn bảng với nhau, nó hát với nhau, xong rồi nó order thứ thì nó chỉ tiếm rất nhiều tem mà nhiều khi nó đã đầy tem. Khi đầy tem rồi thì các nhiệm vụ khác không được, nó gây treo hệ thống. Thì chúng ta phải giám sát cái phần này. Định kỳ chúng ta phải kiểm tra xem là có vấn đề gì không, hay là khi nghiệp vụ nó có dấu hiệu kêu chậm treo chúng ta phải kiểm tra ngay. Thủ tục thì trong cái skip mà người đào về có rồi nhé, kiểm tra cái tem. Thằng này có dùng hai tem file này. Hai tem file xác định là user nào dùng tem. Chúng ta lấy ví dụ như select sang from DBA object. À, DBA object B where a chấm object id b chấm object nó sẽ nhanh quá là không ra là kết quả 73.000. Rồi hai bảng cùng bảng với nhau. Tại chúng ta monitor thử cái này. Câu này cũng được. Tổng số là 136 mê. Hiện tại đang free 166, chưa thể nào dùng tem. Câu này có dùng hát, có dùng hát là có dùng tem rồi. Nhưng mà nó nhanh quá thì nó cũng không hiển thị được đây. Tức là đây là check những câu lệnh nào mà đang dùng tem ấy thì nó hiển thị đây này. Object đang dùng tem. Và khi mà câu lệnh nào mà dùng tem chúng ta phải kin đi. Dùng tem nhiều ấy, chúng ta sẽ xác kin đi. Tạo table với tem à. Tại vì tem đang tạo nhầm 2T mà bây giờ dung lượng chúng ta hết rồi, chúng ta phải thu hồi lại, chúng ta phải tạo tem mới. Chúng ta sizing nó nhỏ hơn đi. Small file nhé, template table. Enter default table space tem 2. Xong rồi ta drop cái tem file đi. Ngoài ra một số cái câu lệnh khác mà liên quan đến tem file trong ADM, ta có thể add tem file sang cộng data. Ở đây là OMF nhé, file tự quản lý nhé. Thì nó có cái thằng này nhé. Resize tem file. Có những cái file tem file data file nó phân mảnh là chúng ta không 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 resize nhá.
Giả sử đây, lắp ghép vào, đi dài về 1 m đi, 10 m được, nó chưa dùng mấy thì vẫn di dai được, nhưng mà nhiều trường hợp chúng ta không di dai nhé, hoặc là chúng ta di dai mọi cái tem file của một table space tem. Chúng ta gõ câu lệnh như này nhé, select này, chuỗi này, enter database tem file này, ba dấu phẩy đây thì dấu phẩy đầu tiên là nó hết một cái chuỗi này, dấu phẩy thứ hai để nó hiển thị cái dấu phẩy tem file, xong rồi đường dẫn này đấy, xong rồi dưới này thứ ba là đóng cái chuỗi nối với lại file name, xong rồi ba dấu phẩy file này. Thì khi giả sử chúng ta gõ cái này ra cái cú pháp này, enter database tem file, xong rồi dẫn cái phẩy này, đây là phẩy này đấy. Sai 10 m. Drop tem file có mấy khi mình drop này không, drop một tem file thì ít, từ trường hợp nó bị corrupt. Mình thường drop là drop cả một cái table space tem, nhưng mà khi drop này nó đang sử dụng, nó không cho mình drop đâu. Còn là khi chúng ta enter sang một cái table space tem file mới mà nó vẫn đang dùng, chưa chưa kịp giải phóng ấy, nó cũng chưa cho mình ấy đâu, nó chưa cho mình drop cái tem đâu. Ở đây thì muốn chia sẻ cho mọi người thêm một cái nữa là resize data file, là cái điều đầu tiên khi mà chúng ta hết dung lượng trong cái, đọc thêm cái này, tem file là tem file group, ít tem file group thì ít dùng hơn. Đi ra data file thì cũng có skip đây nào. Khi mà hết dung lượng thì mọi người sẽ thấy rằng cái dung lượng nó quý lắm. Copy về thôi. Đấy. Chúng ta xem 5 nhé. Khi mà thầy bảo mọi người resize data file thì mọi người hiểu là dùng cái skip này. Đây chúng ta thấy rằng nhiều khi nó đây nó bảo là resize này 78 m, tổng thì chắc là chả thu được cái m nào. Copy này. Vì database này nó cũng mới mà. Nó cũng chưa có gì phân mảnh. Đây câu câu cuối bỏ qua. Đấy là cái resize data file. Database nhỏ thì chưa có gì đâu, chưa có phân mảnh như gì.